Theo Tổng cục Quản lý thị trường, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng này đã kiểm tra gần 39.500 vụ việc, phát hiện xử lý hơn 23.700 vụ việc, thu nộp ngân sách trên 226 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 118 vụ có dấu hiệu hình sự, gần bằng cả năm 2022. Đáng chú ý, tổng cục đã kiểm tra đột xuất 23.680 vụ việc nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm qua công tác kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường cho thấy, thời điểm số vụ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tăng cao nhất trong năm thường vào các dịp đầu năm, lễ Tết. Nhiều lô hàng vi phạm có giá trị lớn đã bị bắt giữ. Bên cạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát đột xuất thường xuyên định kỳ, trong nửa đầu năm, Tổng cục Quản lý thị trường đã và đang thực hiện 110 cuộc thanh tra chuyên ngành, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xăng dầu, riêng lĩnh vực xăng dầu Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành thanh tra 72 cuộc với tổng số tiền thu nộp ngân sách khoảng 5,8 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để giữ ổn định thị trường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Bộ Công Thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước phải nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, giữ đúng đạo đức công vụ, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ trung ương đến địa phương tiếp tục chú trọng công tác chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường